Xin chào anh em, thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ với anh em nhiều hơn về cái máy màu trắng này. Thì vừa rồi mình có chụp một số cái hình mà mình khoe trên group kinh tế mà mình nhận được khá là nhiều những cái phản hồi tích cực từ anh em. Thì anh em muốn biết cụ thể hơn về cái chi phí cũng như là cái linh kiện để mà build cái máy này. Thì trong video này thì mình sẽ nói tất cả những gì mà mình đã làm với nó. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái con CPU ha. Thì con CPU là cái con CPU Ryzen 3 3001, thì đây là cái con CPU mình vừa mới đánh giá cho anh em xem và anh em đã biết về cái hiệu năng của nó rồi. Thì với cái tản nhiệt stop thì chúng ta có thể cho nó chạy ở 4i2, 4i3 rất là ngon lành, 4x8 luôn, và hiện tại nó đang là cái con CPU có cái performance, tức là hiệu năng trên giá mà mình thấy rất là tốt tại thị trường Việt Nam mình. Tiếp theo đó là cái bo mạch. Thì cái lần trước mà mình đánh giá cái con Ryzen 3 3001 á, thì cái bo mạch nó không được ngon cho lắm. Và lần này thì mình build một cái dàn màu trắng và mình chọn một cái bo mới cho nó luôn. Thì đây là cái bo MSI B450 Mokta Titanium. Thì cái phiên bản này thì mình thấy hồi xưa á, những cái phiên bản Titanium hay là phiên bản tích của MSI nó khá là hiếm, còn bây giờ thì cũng có nhiều nhà người ta đem về ta bán rồi. Và cái mức giá của cái bo này á, thì vào khoảng đâu là 2 triệu 3, 2 triệu 3, 2 triệu 390. Thì vừa rồi có một cái đợt khuyến mãi mình mua được cái bo này hàng chính hãng luôn với giá chỉ là 2 triệu thôi, rất là ngon. Thì cái bo này nó đáp ứng được những cái tiêu chí mình đặt ra, thứ nhất là nó có màu trắng, thứ hai là nó có cái dàn phay tốt hơn so với cái bo lần trước là con Pro M2, và nó cũng có nhiều cái cổng kết nối hơn so với cái bo cũ, thành ra là mình chọn nó và giá của nó thì mình phải nói rất là ok. Và để mà con Ryzen 3 3001 mà phát huy tối đa cái hiệu năng của nó trên cái bo mới thì mình cũng trang bị cho nó một cái tản nhiệt mới luôn. Thì đây là cái tản nhiệt Adiconlin NE224Y, phiên bản này thì không có đèn đóm màu mè gì hết, 4 ống đồng tiếp xúc trực tiếp, và đây là cái dòng tản nhiệt mà Adiconlin người ta nói là có thể chịu được cái TDP tới 150W. Thật ra thì mình thấy thì nó đủ xài với cái con Ryzen 3 3001 này khi mà anh em OC. Tiếp theo thì là cặp RAM. Để cặp RAM trên máy mình đang gắn là cặp RAM Titan Z Neo 36 CL18, và cặp RAM này thì nó khá là đắt, giá của nó thì đắt hơn cả con CPU luôn. Và cái điều mình muốn nói là anh em nếu muốn gọi là tối ưu về giá thì anh em nên chọn một cặp RAM nó vừa tiền thôi, nhưng mà vẫn phải đáp ứng được cái hiệu năng tốt, bởi vì Ryzen là cái dòng CPU nó sẽ phản ánh RAM và tốc độ cao, nó sẽ phản ánh rất là nhiều về cái chuyện về cái hiệu năng khi anh em chơi game chẳng hạn. Thì một cái gợi ý của mình đối với anh em đó là chúng ta sẽ chọn cái kit Antec Memory 3000, cái dòng D5 của Antec Memory. Thì cái dòng này là DDR4 3000, kit 8x2, tức là 2 cây 16GB, và mình thấy là nó có vừa có cái siêu màu trắng, cái heatsink màu trắng, mà vừa có đèn HDMI luôn, và mức giá chỉ là 2 triệu 50 ngàn thôi. Tiếp theo đó là SSD, thì mình đang xài con Crucial P1 500GB. Thì con này thì mình không khuyến khích anh em sử dụng để mà cài OS cũng như là cài game và cài sọt cũng như là lưu trữ luôn một lần. Nó là một cái dạng ổ mà dùng cái bộ nhớ VLC, và nó không có được cái tốc độ cao và cũng như là không có được cái độ bền như là những cái dòng ổ 3D TLC đó. Thì cái vấn đề là công nghệ NAND này nó sẽ phù hợp cho cái chuyện chúng ta lưu trữ tĩnh hơn, tức là chúng ta lưu dữ liệu vào chúng ta để mình đọc nhiều hơn là thay đổi nó nhiều. Thành ra là ở cái mức giá khoảng 1 triệu 7 thì mình thấy cái con SN50WD thì nó lại phù hợp cho cái chuyện là chúng ta làm đủ mọi thứ trên nó hơn là con này. Và về card đồ họa thì cái phiên bản card đồ họa mình đang xài đây là con MSI 1660 Super Gaming X. Thì cái phiên bản này thì nó không có phải là phiên bản phù hợp lắm để mình chúng ta làm cái một cái dàn máy màu trắng thế này. Mà gợi ý của mình cũng như là vừa đáp ứng được yêu cầu về thẩm mỹ mà vừa rẻ hơn, đó là anh em chọn cái con MSI GTX 1660 Super phiên bản Ventus. Thì cái dòng đó nó lại có cái phần ốp nhựa bên ngoài là màu trắng kim loại hài hòa. Khi chúng ta gắn vào cái vàng này chúng ta thấy nó sẽ đẹp hơn rất nhiều, và mình thấy cái giá của nó đang bán cho Tiki nó khoảng 5 triệu 6 thì nó rẻ hơn con này và nó sẽ phù hợp hơn về giá cũng như là về thiết thẩm mỹ đối với cái dàn máy này. Thì hiện tại trong cái dàn máy này thì mình đang dùng cái nguồn 900W, đây là cái nguồn dĩ nhiên là không phù hợp đối với cấu hình này rồi, bởi vì 900 cái nguồn này mình đang sử dụng để mà mình test nhiều cái dàn máy khác nhau, thành ra là mình tận dụng nó để mình xài, mình demo cho anh em xem thôi. Chứ còn về cơ bản với cái dàn máy này thì chúng ta chỉ cần mỗi nguồn 500 năm rưỡi quá là đủ rồi. Đó, hoặc là anh em nào máu lắm chơi 600W để sau này còn nâng cấp lên thì nó đủ rồi.
ra mình nghĩ ở trong cái phân khúc giá này chúng ta tìm những cái nguồn nó cũng phải phù hợp với lại cái mức giá nữa, tức là nó sẽ ở tầm khoảng 1 triệu mấy đó. Thì anh em nên nhớ nguồn là cái trái tim của mọi cái máy tính, và cái nguồn tốt nó sẽ đảm bảo được cái hoạt động của những linh kiện trên đó, bởi vì nó cấp điện chính là cái dòng máu đó, đến những cái linh kiện khác, những cái bộ phận khác trong cái máy tính, chính là tương tự như là những cái bộ phận chân tay trong cơ thể chúng ta. Thành ra là mình nghĩ là chúng ta chọn những con nguồn mà nó nằm trong list B, B cộng đó. Thì anh em có thể lên Google anh tìm cái PSU Tire List, thì anh em đã thấy được là những cái nguồn người ta đã test rồi, người ta đã certify rồi, thì nó được chia vào những cái list nó như thế nào và nó đáp ứng tốt làm sao. Cái chuyện dạng chúng ta ráp với dạng máy tập trung như thế này, đó, giá rẻ thế này, thì nó sẽ cần mỗi nguồn như thế nào phù hợp. Thì một số gợi ý của mình thì mình có nêu trong bài, như là con Antech Neo V2 khoảng 550W, hay là những cái con Seasonic thì trong tầm giá này không nhớ cái mã lắm, mà có ghi trong bài không nhớ mã, thì nó có giá khoảng 1.6-1.7 triệu. Anh em thấy là mình đang xài một cái cây này, cây này nó không đặt, cây này thì cây này Sigma Tech Game Mini Active Y, thì cây này có giá khoảng 600.000. Với cái mức giá này thì cái cây này vẫn được làm bằng thép, có kính cường lực khá là dày, nó cũng có một cái dải đèn RGB phía trước, bạn có thể chỉnh màu sắc, chỉnh bằng cái nút đó. Nhưng mà cái cây này mình lại không thích lắm ở chỗ là nó khá là hạn chế trong cái chuyện chúng ta lắp tản nhiệt. À, nếu mà anh em thích chơi tản nhiệt nước thì chỉ được lắp được một cái tản 120mm ở phía sau thôi, chứ còn tản 240 hay là tản 280 thì không thể gắn nóc, cũng không thể gắn phía trước được. Đó là những cái hạn chế của cây này. Cây này khá là nhỏ đó. Và thêm nữa là nếu mà anh em chơi tản khí, mà tản khí cỡ lớn thì cũng lưu ý là cái clearance phía trước này thì nó cũng, cái độ cao của cái tản nó cũng không quá cao. Cái tản này là 165 thì nó vừa đủ, còn nếu mà những cái tản to hơn nữa thì tản tháp to hơn nữa thì mình nghĩ không vừa. Đặc thù của cây này như vậy, thành ra mình chỉ có gắn thêm quạt cho cái hệ thống này nó mát thôi. Thì mình đã gắn cho cái thùng này là ngoài cái quạt trên tản nhiệt ra, thì chúng ta anh em có thể thấy là có 3 cái quạt. Thì đây là những cái quạt mình mua trên Shopee, cũng như là mình tận dụng từ những cái dàn cũ. Phía trước là có 2 cái quạt stock của cột xe, thì những cái này là mình tận dụng từ những cái máy cũ, những cái thùng cũ. Còn cái quạt phía sau là một cái quạt hút ra, thì mình chọn mua cái dòng quạt của AGST. Cái quạt này là cái quạt đi kèm với cái rad X31 đó. Thì cái quạt này về những cái thông số của nó rất là mạnh, quạt này rất là mạnh, và những anh em nào mà thường săn quạt trên Shopee thì đều biết cái con quạt này. Cánh màu trắng và cái áp suất tĩnh rất cao và cái airflow rất lớn, trên 80 cfm. Thì mình thấy là con này là mỗi con có mức giá và phong mình hiện tại là rất là tốt trên Shopee nếu mà anh em tìm mua. Giá của nó thì mình có một bên nó đang bán rẻ là chỉ khoảng 100.000 cái thôi, còn giá trung bình mình thấy là khoảng 120.000 cái. Thì quạt không đèn nhưng mà hiệu năng rất tốt, thì nếu anh em thiên về hiệu năng, cần cái sự mát mẻ cho linh kiện, thì cái quạt này là một sự lựa chọn mình thấy rất là xứng đáng. Và như vậy là mình đã giới thiệu, chia sẻ cho anh em và chi tiết về cái thùng máy này. Thì mình cũng tính sơ về cái chi phí mình bỏ ra cho cái thùng máy này, và theo những linh kiện gửi thì nó vào khoảng là 17.400.000. Và anh em phải cắt giảm để mà có thêm, tiết kiệm thêm, cũng như là tùy theo cái khả năng săn linh kiện của anh em nữa. Nếu anh em săn được những cái deal tốt thì sẽ còn rẻ nữa đó. Thì mình hy vọng rằng là anh em sẽ thích những cái video mà mình sắp làm trong thời gian tới, video này cũng như là những video tiếp theo, và mình sẽ chia sẻ nhiều hơn để mà anh em sẽ có thêm những cái lựa chọn và những cái thú, gọi là cái cảm hứng để mà chơi những chiếc máy PC như thế này. Rồi cảm ơn em đã xem video này. Mình Lập Đình đến từ Kinh Tế Vấn Đề.